Dạ em xin kính chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Thân Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì kênh xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một số cây thọ hương ghép mai tàn hay cô chú, với lại cúc tây thi, cúc đại đóa, một số cây dạo siêu nụ, cúc hoa hồng, bạch mai hay cô chú. Bữa nay vườn của chị Úc Vân chia sẻ cùng một số khá là nhiều giống mai cô chú ha. Dạ ở đây thì mình có một số phôi mai đế đẹp đang ghép cúc thọ hương nha cô chú. Thì cô chú mình ưng ý phôi nào thì mình liên hệ với số điện thoại của chị Vân giúp em cô chú nha. Dạ em xin cảm ơn cô chú anh chị đã yêu thương ủng hộ kênh, ủng hộ cho chị Vân khá là nhiều. Em chúc với cô chú anh chị mình sâu tầm được thêm nhiều giống mai mới luôn ạ. Rồi em xin mời cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu mai hôm nay của chị Vân luôn cô chú ha. Rồi em xin chào chị Vân ơi. Rồi em xin chào cô chú anh chị đang xem kênh Cuộc Sống Hậu Giang nha. Hôm nay em tả lại clip có giao lưu một số mai lấy giống với lấy bo với lại một số mai đơn tàn chơi Tết. Rồi bữa nay là chuẩn tư gói luôn. Số điện thoại giao lưu của em là 0939683358 cũng là số giao lưu của em. Dạ. Rồi đầu clip là mình giao lưu giống mai gì đi hả bà chủ? Đầu clip là em giao lưu một cây thọ hương C1. Hoành là 13. Dạ rồi. Hoành cũ là 45. Dạ. Chiều cao là 59. Tán ngang là 68. Cây họ hương này em giao lưu với giá là 1.300.000. Dạ, 1.300.000 nhau với cô chú anh chị nha. Dạ, em đổi cây luôn ạ. À, số 2 nha cô chú. C2 cũng là cây thọ hương. Dạ mã số C2 cô chú gì nha. Cái này dáng khum khum nhìn có duyên lắm nha mấy cô chú. Ừ vậy. À. Dạ mình ghép cây này được 6 bo nha mấy cô chú anh chị. Dạ. Rồi em xin thông số nha bà chủ ơi. Hoành là 13. Dạ. Hoành cũ là 50. Chiều cao là 57. Tán ngang là 60. Cây họ hương này em giao lưu với giá là 1.300.000. Dạ 1.300.000 luôn cô chú anh chị nha. Một cây cúc tây thi. Dạ. Rồi một nàng tây thi ha cô chú anh chị, mã số báo danh là C3. Cây này đều tàn hết rồi cô chú anh chị nha. Cái bo nó cũng già, hai lần giao lưu hết rồi mình lấy bo được liền luôn nha cô chú anh chị. Ghép được 4 bo. Đấy ngon luôn nha cô chú. Rồi em xin thông số luôn nha. Hoành là 16. Dạ. Hoành cũ là 46. Dạ rồi. Chiều cao là 72. Tán ngang là 70. Cây tây thi này em giao lưu với giá là 1.400.000. Dạ 1.400.000 cô chú anh chị. Dạ rồi. Dạ mã số C4 nha mấy cô chú. Là một cây cúc thọ hương. Dạ. Cây thọ hương này về mình là con tàn ha. Cắt bo cũng khá là nhiều nha cô chú anh chị. Dạ 4 bo. Cái đế này cũng khá là có duyên cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Hoành là 14. Dạ 14 hoành. Hoành cũ là 35. Dạ. Chiều cao là 72. Tán ngang là 66. Cây họ hương này em giao lưu với giá là 1.300.000. C mấy rồi Long?
cây cúc Tây Thi. Mã số C5 nha quý cô chú. Rồi, một cây cúc Tây Thi đế đẹp luôn cô chú anh chị nha. Cứng cái chậu luôn nha cô chú anh chị. Dạ, mình ghép được 3 con. Rồi em xin đấu số nha quý chị. Hoành là Hoành là 14. Dạ, Hoành được 14. Hoành cũ 46. Dạ. Chiều cao là 74. Tán ngang là 60. Cây họ ủa cây Tây Thi nè em giao lưu với giá là 1.400.000. Dạ, bao phí ship. Cây đế đẹp mà lấy bo cũng được khá là nhiều luôn. Cây này có nụ bông luôn. Dạ. Dạ, em đổi cây luôn ha. Dạ, tiếp theo mình giao lưu cây mã số C6 nha quý cô chú ha. Là một cây cúc họ Hương. Bốn bo nha mấy cô chú, cây nào cũng có đế đẹp ha. Giờ mình vô chậu bonsai để bàn là ok luôn cô chú nha. Dạ. Hoành là 14. Dạ. Hoành cũ là 43. Chiều cao là 54. Dạ. Tán ngang là 59. Cây họ Hương này em giao lưu với giá là 1.100.000. Dạ, 1.100.000 cô chú anh chị nha. Dạ. Em giao lưu là một cây cúc hoa hồng. Mã số C7 nha quý cô chú nha. Cây hoa hồng không cao luôn ạ. Cây này mình ghép được 5 bo nha, 6, 7 bo nha cô chú nha. Dạ, nhỏ nhỏ nhưng mà có đế khéo nha cô chú. Giờ em xin thông số luôn nha. Hoành là 15. Dạ, dạ. Hoành đế là 35. Chiều cao là 89. Tán ngang là 60. Cây cúc hoa hồng này em giao lưu với giá là 1.100.000. Dạ, 1.100.000 nha cô chú ha. Rồi, em nhỏ nha. Đây, dạ. Em giao lưu là một cây cúc thọ Hương. Dạ, cái này đều tàn hết rồi cô chú anh chị nha. Dạ, mình ghép được 4 bo ha cô chú. Cây này giống như là cái dáng thú là ngồi vậy ha cô chú anh chị. Đó. Có hai chân trước ha, này thú nằm. Hai chân trước có cái đuôi nó bỏ qua bên, nhìn có không có duyên nhau với cô chú. Rồi em xin thông số luôn nha. Hoành là 16. Dạ. Hoành cũ con thú là 41. Dạ rồi. Chiều cao là 58. Tán ngang là 69. Cây họ Hương này em giao lưu với giá là 1.200.000. Dạ. 1.200.000 nha cô chú anh chị. Rồi, mình hỏi nha. Combo. Dạ. C9 em giao lưu là một cô cây siêu nụ. Một cây họ Hương. Và một cây cúc hoa hồng. Dạ, combo. Mai giống 3 cây, 3 đội giống luôn nha cô chú. Rồi em xin thông số luôn nha bà chủ. Cây thọ Hương cao là 42. Cây hoa hồng là 44. Cây siêu nụ là 41. Dạ. Combo này em giao lưu với giá là 300. Dạ, 3 cây, 3 giống. Gửi. Khoảng cách xa gì? Em giao lưu 3 cây này với giá là 300 gửi, bao phí ship. Dạ, 3 cây, 3 giống, 300 gửi nha cô chú anh chị. Mã số 9C. Dạ rồi. C10. Dạ, C10. Nắng quá. Em giao lưu là 2 cây thọ Hương lấy bò ha. Dạ. Rồi em xin thông số luôn nha bà chủ. Cây thứ nhất cao là 63. Cây thứ hai cao là 55. Dạ. Hai cây này em giao lưu với giá là 300, bao phí ship. Một cặp 300.000 cho chú anh chị nha. Dạ rồi. Dạ,
C11. Ba em giao lưu C11 là một cây cúc gia định và một cây cúc hoa hồng với một cây cúc thọ hương. Dạ, một combo 3 cây 3 giống luôn cô chú anh chị nha. Chiều cao của cây hoa hồng là 48. Cây thọ hương là 60. Cây gia định là 43. Ba cây này em giao lưu với giá là 350 bao phí ship. Dạ rồi, 350 luôn cô chú anh chị nha, combo mã số 10 C11. C12 là một cây cúc thọ hương. Dạ. Cái này mình giá được 4 bao nha quý cô chú anh chị nha. Cây thọ hương để bàn. Nha bà chủ. Hoành là 9. Dạ. Chiều cao là 58. Tán ngang là 46. Cây họ hương này em giao lưu với giá là 500. Dạ.